Kể từ khi điều hành xưởng, em toàn bị điểm kém. Anh lại thấy em cũng có rất nhiều điểm 10. Anh đang an ủi em đó hả? Tí em nói rồi, quan trọng là ở trái tim mình. Nhỏ đừng tiếc cái ghe đó nữa. Em không tiếc, chỉ thấy mình bị tổn thương. Làm bà chủ thì phải cứng cáp lên chứ. Biết vậy, nhưng làm sao em có thể ngăn mình bị tổn thương được. Lúc nhỏ có thằng bạn copy bài của anh, rút cuộc anh lại bị zero vì cô cho rằng anh copy bài của nó. Anh giận rung lên và chỉ còn cách là giận cho nó một trận. Khi biết chuyện, ba anh chỉ nói nếu con thật sự học giỏi thì một bài tập bị điểm kém đâu có nghĩa lý gì. Nhưng kể từ khi điều hành xưởng, em toàn bị điểm kém. Anh lại thấy em cũng có rất nhiều điểm 10. Anh đang an ủi em đó hả? Tí em nói rồi, quan trọng là ở trái tim mình.